Số và tôi Noel Hùng Mạnh xin mến chào tất cả các anh chị và cô chú. Trong nội dung cái video của ngày hôm nay thì em cũng sẽ chia sẻ đến tất cả các anh chị cô chú. Những các bác đang đi khai thác ong rừng, khai thác nhộng ong, bắt ong vỏ vẽ, bắt ong trời, bắt ong dế. Thì đây là những cái bộ đồ mà cơ sở bên em hôm nay vừa về hàng đó. Và là những cái hàng mà chuyên để bắt ong rừng các bác nhá, ong có nọc độc dài đó. Thì bây giờ ông chuẩn bị vào cái vụ mùa rồi, chuẩn bị các bác nhá, chuẩn bị. Có rất là nhiều các bác, các anh đã gọi điện đến shop và hỏi các cái mẫu áo bắt ong rừng, bắt ong vỏ vẽ, bắt ong dế, bắt ong đất. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ cho các bác. Đây là cái mẫu mà rất là phổ biến, đó cũng được rất là nhiều các anh chuyên đi bắt ong này, bắt ong để mình về mình bán nhộng ong, mình làm kinh tế đó. Đây là cái mẫu áo gọi là mẫu áo gấu trúc, thiết kế hầu như là gần như là 100% các bác nhá. Ngoài những cái viền đen đen này, ngoài những cái khuỷu tay, ngoài những cái chân ra, chỗ đầu gối ra thì hầu như là 100% là lưới 3D đó, có thiết kế lưới 3D rất là dày, chống ong xuyên qua các bác nhá, 100% là an toàn, chống ong xuyên qua được đó. Và đằng phía trên này là có quạt này, các anh đi bắt ong rừng ấy, bắt ong ở trên cây ấy, hoặc là đào ong đất ấy, thì thường gặp một cái vấn đề đấy chính là nó nóng. Mình làm những cái bộ bằng bạt chẳng hạn, hoặc là những cái bộ mà không có quạt phía trên đầu, thì mình làm trong một khoảng thời gian dài nó rất là nóng và khó chịu, tại vì nó thoát mồ hôi ra nó rất là kém. Cái này là lưới 3D các bác nhá, thoát hơi rất là nhanh này. Và đặc biệt này, phía trên đầu có thiết kế một cái quạt. Đây là cái quạt các bác nhá. Đây là cái quạt giúp thổi, được không ạ? Nó giúp thổi gió thì phía dưới thổi lên đó. Và nó hút các bác nhá, nó hút thì cái phía trong này này mình mặc vào ấy nó sẽ mát hơn đó, thì làm trong cái khoảng thời gian dài hơn. Và cái thứ hai đấy chính là cái bộ này hoàn toàn trèo được bằng cây. Ngoài cái công việc là giúp các bác làm ong này, chăn nuôi ong nhá, bây giờ có một cái mô hình kiếm tiền cũng khá là ok ở trên các cái vùng như là Lào Cai, Yên Bái đó. Đây là những cái vùng mà có khí hậu nó rất là mát mẻ và họ du nhập về các cái giống ong ở bên Trung Quốc đó, nuôi để phát triển kinh tế. Thì đây là cái bộ mà các bác có thể là nuôi ong được trong nhà này, kiểm tra ong này, xem ong này, nuôi ong đất đó. Và ngoài ra thì cũng có thể là trèo cây được, giúp các bác là đi khai thác mật ong ở trong rừng đó. Có một cái câu hỏi mà đặt đến shop đấy chính là cái bộ này khi mà các bác trèo cây ấy, hoặc là các bác đi vào rừng ấy, thì nó có rách hay không. Thì các bác có nhìn thấy này, rất là nhiều lớp lưới các bác nhá, lưới này rất là nhiều lớp đó, nó khiến cho cái bộ áo này nó bền hơn đó. Còn cái việc mà các bác trèo cây ấy thì là cũng ok luôn đó, các bác có thể trèo cây bắt. Nhưng mà cái bộ này tuyệt vời nhất khi mà các bác khai thác ong này, các bác làm ong này, các bác đào đất này đó. Còn những cái bộ mà trâu ấy, có thể là trèo cây này, trèo cây gọi như là trèo những cái cây trên cao ấy, mình dướn, hoặc có thể là mình trèo những cái bụi tre ấy. Thì sau cái video này em sẽ chia sẻ cho các bác những cái bộ rất là trâu như thế các bác nhá. Những cái bộ áo bắt ong ở bên xưởng chúng em thì mỗi một loại thì nó một có một cái đặc tính riêng. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ cho các bác cái bộ gấu trúc này, được không ạ? Chia sẻ sâu để các bác hiểu hơn về cái bộ gấu trúc này. Có rất là nhiều các bác nhìn thấy là toàn bằng lưới không, là sợ nó xuyên qua, nhưng mà rất là nhiều các bác đã đang làm cái bộ này rồi, rất cho đánh giá là rất là mát mẻ. Bên em thì có một cái hình thức đấy chính là các bác đặt hàng, nhận hàng, kiểm tra hàng, sau đấy mới thanh toán đó. Bên em không bắt các bác cọc trước, không bắt các bác chuyển khoản trước, nên là cái việc mua một cái bộ áo này về đó, hơn 1 triệu này về, thì nó rất là ok. Các bác có thể là nhận hàng, kiểm tra đúng như những gì mà em đang chia sẻ này đó, thì các bác nhận hàng và thanh toán được không ạ? Đó, được phép kiểm tra hàng, sau đấy thì thanh toán. Bộ này là bộ chia sẻ với các bác, bộ này là bộ liền từ dưới này, đây là ủng này đó. Ủng này thì là có tùy size các bác nhé, dựa vào chiều cao, và có thể là lấy ủng 41, 42 và 43 đó. Ủng nó rất là dày và chắc chắn, được may liền với cả phần quần, và phần quần cũng được may liền với cả phần áo đó. Ngoài ra ấy thì là một cái bộ áo như này, bộ áo gấu trúc như này, thì có những cái phần quà tặng này các bác này đó. Các bác có thể nhìn thấy này, đây là cục sạc dự phòng đó, em có thể cắm luôn vào cho các bác xem. Đây là cái cục sạc dự phòng giúp cho cái quạt ở trên đỉnh đầu này nó quay các bác nhá. Đây là cục sạc dự phòng, đây các bác chỉ cần là cắm vào đây thôi đó, thì cái quạt này bên trong này lập tức cái quạt nó sẽ quay đó, nó sẽ hút khí từ phía dưới lên thì làm cho nó rất là mát các bác nhá. Đây quạt đang quay rồi đây
đó, quạt được quay. Đây là cục sạc các bác nhé. Khi mà các có khi mà các bác đi rừng thì các bác cứ sạc căng cái này đây này. Nếu trường hợp mà các bác bắt ở trong rừng trong khoảng một ngày ấy, các bác đi rừng trong khoảng một ngày ấy, thì có thể là sắm thêm cho em Hùng một cái cục sạc 5.000 hoặc là 10.000, thì các bác đi cả ngày thoải mái. Còn cái cục này ấy, thì các bác chỉ sạc nếu mà đi bắt ong ở trong rừng chỉ được khoảng vài tiếng thôi nhé. À, mình có thể là bắt lâu ở trong rừng, các bác chuẩn bị thêm cho em Hùng một cục sạc như này nữa. Đây là cục sạc mà tặng kèm với cả bộ các bác nhé. Một cái túi này, đó em có thể rút ra. Một cái túi này, một cái túi như này này là để bao bọc cái bộ bên ngoài để cho nó đỡ bẩn các bạn. Khi mà mình bắt xong thì các bạn có thể là bỏ vào đây cất đi. Đây là một cái cục sạc dự phòng này, đây là phụ kiện của nó này. Dây sạc này, được không ạ? Đó, bao tay sơ cua này. Đây là bao tay sơ cua. Ngoài cái bao tay dày như này ra, đó các bạn, ngoài cái bao tay dày như này ra, bắt ong vỏ vẽ, bắt ong trời, bắt ong đất này, thì có một cái bao tay sơ cua này như này nữa cho các bác, được không ạ? Để các bác phục vụ bắt ong đất. Đó, 100% bắt được ong đất. Mặt nạ chống độc này, mặt nạ chống độc này, đó, đây là mặt nạ chống độc. Khi mà các bác bắt ong ở trên cao hoặc là bắt ong những cái ong mà có nọc độc dài, nó thường xuyên là tiết ra cái chất độc đó, thì thường các bác phải, em khuyên em Hùng khuyên nhé, thường các bác phải đeo cái mặt nạ chống độc này vào, được không ạ? Đeo cái mặt nạ chống độc và đeo cái kính này vào, tại vì cái nọc độc của con ong ấy nó rất là cay mắt đó. Nó không dẫn đến mù nhưng mà nó rất là hoa. Các bác nếu mà các bác mà đi bắt ong thì sẽ cảm nhận rõ cái điều này, được không ạ? Mình nên đeo cái kính vào để cho làm gì? Tuy rằng cái mặt này nó có một cái lớp này này các bác này. Tuy rằng cái mặt này nó có một cái lớp bảo vệ phía bên ngoài để cho ong nó không tước từ đó, nó không câu từ bên ngoài câu vào, thì các bác nên là đeo một cái kính như này vào để cho ong 100% nước đái của ong nha các bác nhá. Nước đái của ong nó sẽ không đái mà được vào mắt thì các bác không sẽ bị không bị cay mắt. Đó. Và cái phần thứ năm đấy chính là túi chiến lợi phẩm. Đó, một cái bộ như này thì có một cái túi. Đó, các bác nhìn hình thấy không? Túi này thì là tầm khoảng 70 1m2 thôi nhá. Đó. Thì là đựng khi mà các bác bắt ong sẽ đựng vào đây, bỏ ong ở đây và có cái dây này rút lại các bác này. Đó. Rất là ok. Đó, toàn bộ của cái bộ áo này, đó, toàn bộ thiết bị này, phụ kiện này thì đây là đầy đủ hết đây nhá. Đó, bên em thì có địa chỉ tại thị xã Mỹ Hào, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Nếu mà các bác nào mà gần đây thì có thể là qua kho chúng em xem hàng và lấy hàng. Nếu mà ở xa thì bên em có thể gửi xe, gửi bên giao hàng về tận nhà cho các bác, được không ạ? Bây giờ em sẽ mặc thử vào cho các bác xem cái sản phẩm này nó như thế nào. Giá cả thì hợp lý và đặc biệt là các bác làm thì nó bền được lâu luôn. Cách mặc cũng khá là đơn giản, em chia sẻ luôn cho các bác này. Mình có thể là luồn chân. Làm chân trái là chân trụ, mình bỏ chân phải vào trước, được không ạ? Mình sẽ để một chân sau là chân trụ các bác nhé. Em Hùng là cao 1m76 các bạn. 1m76 thì em mặc cái bộ ủng 42 này là ok. Còn nếu mà các bác nào mà thấp hơn hoặc các bác nào mà cao hơn thì có thể là lấy ủng thấp thì lấy ủng 41, còn cao hơn thì lấy ủng 43, được không ạ? Đây, em sẽ mặc cái bộ này vào cho các bác xem. Trước khi kéo lên nha các bác nhé, trước khi kéo lên nha, thì cái việc mà các bác làm ấy, đấy chính là kết nối với cả là cái cục sạc này. Thì em Hùng cũng có chia sẻ là như này, các bác sẽ xác định được cái tổ ong nó nằm ở vị trí nào, được không ạ? Thì chắc chắn là các bác đến đấy là các bác sẽ bắt luôn rồi. Còn mặc cái bộ này ấy, mà mình lê khoảng vài tiếng mà không có nổi, nó rất là khó chịu. Nên là các bác phải đến tận nơi và các bác cái việc khi mà mặc vào thì các bác cắm cái này vào đó, quạt nó quay luôn thì mình bắt đầu là mình lên tổ ong mình chiến đấu luôn, đỡ mất thời gian, được không ạ? Đây, quạt đang quay rồi đấy các bác. Đó, quạt đang quay rồi đấy ạ. Đó, thì mình trong này nó có một cái túi này. Trong này có một cái túi để bỏ cái cục sạc dự phòng, các bác thấy không ạ? Đó, các bác chỉ cần bỏ vào đây thôi. Đây, đây là cái túi bỏ cục sạc. Đó, mình cứ sạc căng đi. Nếu mà cần thiết bắt trong khoảng thời gian dài thì làm lấy khoảng 2 cục, đúng không ạ? Đây, một cục rồi, và các bác sắm thêm một cục nữa. Còn nó bắt ngắn thì chỉ cần một cục thôi là ok. Đó, và em Hùng sẽ bỏ tay, bao tay này các bác này. Bao tay này, cực dày luôn, giúp cho ong làm sao ạ? Ong sẽ không xuyên qua được các bác nhé. Và cái phần cuối cùng là em đội lên. Đó, trong này thì nó còn một cái dây nữa các bác nhé. Trong này ngoài ra nó còn một cái dây nữa. Cái dây để làm gì ạ? Để định hình. Cái này sẽ cần một người hỗ trợ các bác nhé. Khi mà các bác đi bắt thì sẽ là có hai người, và một người hỗ trợ ở phía ngoài để kéo cái dây lên nữa. Đây, em Hùng có thể kéo cho các bác xem này. Phía bên trong này
nó sẽ có một cái sườn ở phía trên này nó đỡ này. Đó các bạn này, trên này là có một cái sườn bằng nhựa này nó đỡ để cho cái bộ này nó luôn là đứng. Đó được không ạ, nó đứng lên, nó không cụp xuống mặt, cũng không ngẩng lên trời. Đó các bạn có thể nhìn thấy không ạ, phía trong này. Đó, và cái việc cuối cùng là kéo hai lớp khóa này. Lớp bên ngoài là lớp dính các bạn nhá, lớp bên ngoài là lớp dính, lớp bên trong là lớp khóa kéo. Đó thì mình sẽ kéo cái lớp bên trong ra trước được không ạ, mình sẽ kéo cái lớp bên trong ra trước. Đó, mặt khá là đơn giản thôi. Đây, kéo rồi, ok rồi, đây là lớp khóa được không ạ, mình sẽ kéo lên. Cái này sẽ cần có một người hỗ trợ, các bác sẽ đi với hai người sẽ thuận tiện hơn được không ạ. Mình kéo kịch kim đây được không ạ, kéo lên trên này. Nó có ưu điểm là mát các bác nhé, ưu điểm là rất là mát. Cái bao tay này nó hơi dày các bạn, nên là kéo, việc kéo khóa nó hơi khó. Rồi ok, được không ạ? Và các bác sẽ lắp cái khóa bên ngoài vào. Đó, mình sẽ kéo nệm cái khóa kéo bên ngoài này vào. Đó, bên sau, đường sau nó như này đây, đúng không ạ? Đường sau như này đây, rất là chắc chắn, nó gọn nhẹ. Và một cái điều là khi mà các bác di chuyển đấy, nó rất là nhẹ, được không ạ? Di chuyển nó nhẹ này, nó không có quá cồng kềnh, được không ạ? Đó, đó các bác thể thấy không ạ? Đó, bao tay chắc chắn này, bao tay liền với cả găng tay luôn, được không ạ? Ủng này, nâng lên nâng xuống di chuyển nó rất là ok. Số Hùng Mạnh xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bác ở những cái video chia sẻ tiếp theo, được không ạ? Xin chào.